Vậy như vậy về mặt lý thuyết thì chúng ta đã làm được viết, có thể viết được hết các ngôn từ điển phân, cho nên cô đã yêu cầu các bạn về nhà luyện tập viết cái quá trình xảy ra ở điện cực và phương trình điện phân cho một số cái chất ha. Thì bây giờ cô sẽ sửa cho các bạn ha, các bạn hãy lấy bài tập của mình ra và dò xem mình đã làm đúng hay không. Câu A, điện phân NaCl nóng chảy ở cực âm là nơi thu hút ion dương Na cộng chạy về để nhận ấy trong trở lại thành natri. Ở cực dương là nơi sẽ thu hút ion âm Cl trừ chạy về để cho electron thành khí clo. Vậy phương trình điện phân là NaCl, điện phân nóng chảy thu hút natri clo. Câu B, điện phân KBr nóng chảy thì ở cực âm cũng là nơi thu hút ion dương K cộng chạy về để nhận ấy trong và trở thành kim loại kali. Cực âm ở cực dương thì tương tự ở trên sẽ thu hút ion âm Br trừ chạy về để cho electron và thành Br2. Như vậy phản ứng điện phân nóng chảy KBr sẽ thu được kali và brom. Câu C, điện phân ZnCl2 nóng chảy thì ở cực âm là nơi thu hút ion dương Zn2 cộng chạy về nhận hai electron thành Zn. Ở cực dương thì sẽ thu hút ion âm Cl trừ chạy về giống như quá trình trên. Như vậy sản phẩm thu được là Zn và Cl2. Rồi điện phân Al2O3 nóng chảy ở cực âm là nơi thu hút ion dương Al3 cộng chạy về nhận ba electron để trở thành kim loại nhôm. Ở cực dương thì là nơi thu hút ion âm Oc2 trừ chạy về cho electron thành O2 khí oxy. Như vậy phương trình điện phân là Al2O3 điện phân nóng chảy thành nhôm và oxy. Các bạn nhớ đừng quên các cân bằng phương trình phản ứng nhé. Dù là phản ứng điện phân thì chúng ta cũng phải cân bằng để đảm bảo số nguyên tử trước và sau trong cái quá trình nó phải bằng nhau hả các bạn. Cái đấy gọi là bảo toàn nguyên tố. Ở câu E, điện phân dung dịch NaCl ở cực âm là nơi thu hút ion dương chạy về. Và trong dung dịch NaCl, ion dương là Na cộng. Mà Na cộng là ion kim loại mạnh, nó sẽ không nhận electron mà để cho nước nhận electron theo phương trình này. Như vậy ta sẽ thu được OH trừ và hydro. Ở cực dương thì cũng có thu hút ion âm Cl trừ chạy về để cho electron. Như vậy, phương trình điện phân chúng ta sẽ có là NaCl cộng nước thu được khí hydro, khí clo và natri nằm với OH thành NaOH đúng không các bạn? Câu S, điện phân dung dịch KBr thì sao? Ở cực âm sẽ thu hút ion dương K cộng chạy về. Nhưng K cộng cũng là một ion kim loại mạnh nên sẽ không nhận E mà để cho nước nhận E tương tự như NaCl. Ở cực dương là nơi thu hút ion âm Br trừ chạy về để mà cho E thì Br trừ cho E thành khí Br2. Như vậy tổng kết lại KBr cộng nước điện phân dung dịch có màng ngăn ta sẽ thu được khí KOH, khí hydro và brom. Rồi tiếp theo câu G, điện phân dung dịch ZnCl2 thì sao? Ở cực dương là nơi thu hút xin lỗi, ở cực âm là nơi thu hút ion dương Zn2 cộng chạy về. Zn2 cộng nhận 2E thì thành Zn đúng không em? Còn ở cực âm là nơi thu hút ion Cl trừ chạy về. Ion Cl trừ chạy về thì sẽ cho electron vào trở thành Cl2. Như vậy phương trình điện phân chúng ta có ZnCl2, điện phân dung dịch sẽ trở thành Zn cộng Cl2 giống y hệt như là điện phân nóng chảy thôi phải không các bạn? Rồi câu H, dung dịch COSO4 điện phân như thế nào? Thì ở cực âm là nơi thu hút ion dương Cu2 cộng chạy về. Mà Cu2 cộng là kim loại tương đối bình thường cho nên nó sẽ tự nhận ion trong thành Cu. Rồi S ở cực dương là nơi thu hút ion dương ion âm SO42 trừ chạy về. Nhưng SO42 trừ là ion bền nên nó sẽ không nhường E mà để cho nước nhường E trong. Như vậy thì cái sản phẩm điện phân thu được là chúng ta có đồng, có oxy, có H nằm với SO4 là H2SO4 đúng không em?
Rồi điện phân dung dịch bạc nitrat như cô đã nói hồi nãy ha, sẽ thu được bạc oxy và HNO3. Rồi điện phân dung dịch đồng nitrat thì sao? Cũng tương tự, ở cực âm sẽ thu hút đồng, ion đồng 2 cộng chạy về nhận E thành đồng. Ở cực dương thu hút NO3 trừ về, nhưng NO3 trừ không cho E mà để nước cho E. Như vậy sản phẩm ở đây chúng ta có là đồng nè, có oxy nè, có H cộng nằm chung với NO3 là HNO3 ha các bạn. Rồi điện phân H2SO4 thì sao? H2SO4 ta biết ở cực âm là nơi thu hút ion dương chạy về. Mà H2SO4 thì ion dương tương ứng là H cộng đúng không? Như vậy ở cực âm sẽ xảy ra quá trình H cộng nhận E trong là H2. Còn ở cực dương là nơi thu hút ion SO4 2 trừ chạy về. Thì SO4 2 trừ sẽ không cho E mà để nước cho E như thế này. Như vậy thì túm lại là bạn thấy sản phẩm chúng ta có H2 và O2 đúng không? H cộng thì nằm chung với H2SO4 là H2SO4, tức là trước phản ứng có H2SO4, sau phản ứng có H2SO4, cho nên chúng ta sẽ đơn giản H2SO4 đi. Phương trình chỉ còn là H2O điện phân dung dịch H2SO4 thành H2 cộng O2 ha. Rồi câu cuối cùng, điện phân K dung dịch KNO3 thì sao? Ở cực âm là nơi thu hút ion dương K cộng chạy về, mà K cộng là ion kim loại mạnh, sẽ không có nhận E mà để cho nước nhận E, đúng không em? Ở cực dương là nơi thu hút ion âm chạy về, ion âm là NO3 một trừ chạy về thì nó cũng không có nhường E mà để cho nước nhường E. Như vậy cuối cùng ta thấy là coi như nước tạo thành hydro và oxy, còn H cộng và OH trừ sinh ra thì kết hợp lại với nhau cũng lại tạo thành nước, đúng không các em? Như vậy cái cuối cùng cái phương trình điện phân này cũng là H2O điện phân dung dịch sinh ra hydro cộng oxy các bạn ạ. Trong quá trình cô giảng vừa rồi, nếu có chỗ nào các em còn thắc mắc chưa hiểu, các em hãy bật chậm coi lại một lần nữa. Nếu vẫn thực sự không hiểu, các em hãy nốt ra giấy và gửi câu hỏi cho cô, hoặc là gửi câu hỏi cho các bạn trong lớp mà em nghĩ rằng có thể hiểu điều đó nhé. Đừng ngại chia sẻ các em ạ. Cái điều gì mình không biết mà mình hỏi thì mình sẽ trở thành biết ha. Rồi. Tiếp theo, để chốt lại cái bài học này thì cô có một vài câu hỏi trắc nghiệm để coi các em đã nắm được tốt hay chưa nhé. Câu số 20, loại hợp chất nào có thể tham gia phản ứng điện phân? Câu A, chất có liên kết ion hay hợp chất ion. Câu B, chất có liên kết cộng hóa trị, còn gọi là hợp chất cộng hóa trị. Câu C, các kim loại bị chúng dẫn được điện. Câu D, tất cả các chất vì phản ứng điện phân cực mạnh. Các em chọn đáp án nào hả các em? Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A, những hợp chất có liên kết ion, đúng không các em? Xin lỗi các em, cái dấu nó bị nhảy lộn. Câu 21, có mấy kiểu điện phân chính? Thì chúng ta có hai kiểu điện phân chính là điện phân nóng chảy và điện phân dịch ha. Câu 22, cực âm thu hút ion nào chạy về và xảy ra quá trình gì? Câu 23, cực dương thu hút ion nào chạy về và xảy ra quá trình gì? Trong những cái phát biểu mà nó rất dài như thế này thì nó chỉ khác nhau một vài ý thôi, nó cũng thay đổi đáp án rất nhiều, đúng không các em? Cho nên các em cần phải tư duy thật là logic để chọn ra đáp án của vấn đề. Các bạn phải tư duy trước là cực âm là nơi thu hút ion dương, âm thì phải hút dương đúng không? Và bạn loại đáp án CD ra. Thu hút ion dương về, ion dương là ion đang thiếu electron, nên nó sẽ nhận hay nó sẽ cho các bạn? Nó sẽ nhận electron đúng không? Như vậy câu 22 đáp án là câu A, thu hút ion dương về và ion dương sẽ nhận electron để trở thành nguyên tử trung hòa về điện. Còn câu 23 bạn cũng tư duy như vậy, cực dương là phải thu hút ion âm. Như vậy loại đáp án A, B đi, tập trung vào đáp án CD. Ion âm chạy về, ion âm là rất là dư electron đúng không? Như vậy ion âm chạy về cực dương là để nhường electron chứ không phải để nhận. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là câu D hả các bạn? Rồi, câu 24. Có thể sắp xếp phản ứng điện phân thuộc loại phản ứng nào sau đây? Phản ứng phân hủy tổng hợp thế trao đổi, oxy hóa khử hay không phải oxy hóa khử? Chúng ta thấy phản ứng điện phân giúp chúng ta phân hủy các cái hợp chất phức tạp thành những hợp chất đơn giản và luôn có sự thay đổi số oxy hóa đúng không các em? Vậy thì phản ứng điện phân sẽ thuộc loại phản ứng phân hủy và phản ứng oxy hóa khử. Câu 25, phát biểu nào sau đây là đúng nhất? Phản ứng điện phân có vai trò gì trong công nghiệp? Câu A, để điều chế các đơn chất, đặc biệt là những đơn chất không thể điều chế bằng các phương pháp khác như natri.
Các bạn đọc tiếp câu B, câu C, câu D, bạn sẽ thấy nó chỉ thay đổi từ từ đơn chất thành hợp chất và thành chất. Vậy thì cái khái niệm mà đầy đủ nhất là gì các bạn? Có phải lúc nào phản ứng điện phân cũng dùng để điều chế đơn chất hay không? Có phải lúc nào phản ứng điện phân cũng để điều chế các hợp chất hay không? Thì cái câu C nó bao hàm cả câu A và câu B đúng không? Khi nói chất thì có thể là nó để điều chế cả đơn chất hoặc hợp chất. Cho nên từ các loại suy như vậy bạn sẽ thấy là câu C là nó đúng hơn, tổng hợp hơn câu A và câu B. Còn câu D phân hủy các chất độc hại thành những chất vô hại thì hình như là trong bài học ta đâu có nói gì đến chuyện độc hại hay không độc hại đúng không em? Như vậy đáp án cho câu 25 chính là câu C các bạn. Tổng kết lại, trong 4 tiết học vừa qua chúng ta đã tìm hiểu phản ứng điện phân là gì, phản ứng điện phân xảy ra được ở trong điều kiện nào, có mấy kiểu điện phân chính. Chúng ta đã biết được cực âm thu hút ion nào chạy về và xảy ra quá trình gì, cực dương thu hút ion nào về và xảy ra quá trình gì. Chúng ta cũng đã lưu ý được những trường hợp mà cái ion dương kim loại không nhận E mà để nước nhận E, và những ion âm kim loại không nhường E mà để nước nhường E. Và chúng ta đã biết rằng khi điện phân dung dịch muối mà cực dương làm bằng chính kim loại đó thì cực dương sẽ tan ra bám vào cực âm, ta gọi là quá trình mạng điện. Đó là những kiến thức mà chúng ta đã tìm hiểu ở trong bài này. Tất cả đều ở mức độ là các em có thể diễn giải được. Nếu các em nắm kiến thức ở mức độ hiểu thì các em hoàn toàn có thể thực hiện được các bài kiểm tra trong lớp. Nhưng nếu các em muốn cho cái môn học nó trở nên sống động gần gũi thực tế thì các em hãy thử áp dụng những cái mà các em học vào trong đời sống. Chẳng hạn như bạn về nhà bạn có thể lấy nước muối, bạn lấy hai cái ngòi bút chì, bạn điện phân nước muối thử xem chẳng hạn ha các bạn, và thử xem cái nước muối sau khi điện phân đó nó có tính chất như thế nào, có thể ứng dụng vào việc gì. Đó, các bạn có thể hoặc là các bạn thiết kế một cái bộ dụng cụ mạng điện cho riêng bạn, thì tất cả những quá trình nào các bạn làm, các bạn áp dụng kiến thức vào đời sống, các bạn nâng cao nó lên, biến kiến thức thành một cái thành của riêng bạn, thành cái sự sáng tạo của riêng bạn, thì bạn hãy cứ quay phim chụp hình lại và gửi cho cô sẽ ghi nhận tất cả những điều đó thành chuyển thành điện số cho các em các bạn nhé. Như vậy bài học của chúng ta về điện phân và đã hết.